Thành lập từ tháng 9 năm 2016, công ty cổ phần đầu tư TNA là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với mục tiêu cung cấp đa dạng giải pháp tư vấn, môi giới, phân phối chuyên nghiệp tại thị trường Việt Nam. Sở hữu đội ngũ gần 200 nhân sự nhiệt huyết, chuyên môn cao, được đào tạo bài bản hoạt động rộng khắp các thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Buôn Ma Thuột. Với phương châm tốc độ, quyết liệt, hiệu quả, TNA luôn bám sát mục tiêu kinh doanh, giữ vững cam kết trách nhiệm với khách hàng và đối tác trong mọi hoạt động. Trải qua 6 năm nỗ lực xây dựng và phát triển bền vững, TNA tự hào ghi dấu ấn thương hiệu trên thị trường thông qua việc phân phối thành công nhiều sản phẩm bất động sản chất lượng với tiềm năng sinh lời cao, đặc biệt là sản phẩm thuộc khu đô thị. Chúng tôi có một mục tiêu rất là rõ ràng, thì TNA sẽ nằm trong top 5 phân phối bất động sản đứng hàng đầu Việt Nam. Đó là cái mong muốn của công ty khi mà áp dụng chuyển đổi số vào trong cái công việc hàng ngày. Như vậy, cái năng suất làm việc của mỗi cá nhân trong công ty sẽ được tăng lên và cải thiện rõ rệt. Khi công ty bước vào cái năm thứ 5 trong cái quá trình phát triển của mình, thì ban lãnh đạo nhìn nhận thấy có rất là nhiều những cái cơ hội trong cái thị trường bất động sản và cần phải mở rộng cái doanh nghiệp của mình một cách nhanh chóng về quy mô, về mặt số lượng. Do đó không thể nào mà mình tiếp tục sử dụng những cái cách truyền thống trong việc vận hành doanh nghiệp được. Trong cái quá trình mà tham khảo thì có biết tới One Office. Đối với lại TNA thì One Office có thể đáp ứng được rất là nhiều những cái yêu cầu về mặt quy trình, những cái yêu cầu về mặt tối ưu hóa hiệu quả công việc cho nhân viên. Và đó là một trong những lý do mà TNA quyết định lựa chọn One Office là đối tác đồng hành cùng với mình. Chuyên viên kinh doanh bất động sản của tụi mình đặc thù công việc là di chuyển liên tục và trực các nhà mẫu tại dự án cũng như là tiếp khách hàng. Do đó, khi công ty cổ phần đầu tư TNA bỏ dấu chấm com bằng vân tay, thay vào đó là phần mềm One Office, một phần mềm check-in, check-out dựa theo định vị. Việc này tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí và mang đến cho bản thân mình tiến gần hơn với công nghệ và mục tiêu chuyển đổi số của công ty cổ phần đầu tư TNA hơn. Hơn một năm sử dụng One Office thì tôi đánh giá rất là cao ứng dụng này đã đem lại rất là hiệu quả cho cá nhân tôi và đội nhóm của tôi nói chung. Thì với khối kinh doanh chúng tôi sử dụng rất là thiết thực vào vấn đề quản lý về ngày công, các cái đơn từ về hành chính nhân sự và đặc biệt là trong vấn đề giao việc và giám sát KPI hàng tháng. Thì rõ ràng là khi mà chúng tôi sử dụng thuần thục các tính năng của One Office thì đem lại chúng tôi sự thay đổi rất là đáng kể trong việc là tương tác cũng như là hiệu quả công việc. Thì đối với các bạn nhân viên, các bạn sẽ dễ dàng theo sát các công việc được giao, các deadline. Còn về cấp độ trưởng phòng như tôi thì sẽ dễ dàng tổng hợp được các cái thông tin báo cáo từ nhiều nguồn về một hệ thống. Mạng xã hội One Office còn cung cấp cho công ty một cái mạng xã hội nội bộ. Thì trên cái mạng xã hội nội bộ này, mọi người trong công ty có thể trao đổi với nhau trực tiếp ngoài cái mạng xã hội bên ngoài. Và hơn nữa tiếp cận nhận những thông tin về sự kiện, event cũng giống như các thông tin về được cập nhật xuống. Ngoài ra mình ấn tượng nhất ở đây á là trên cái mạng xã hội đây, mọi người có thể nhận được rất là nhiều lời chúc về ngày sinh nhật, mình cảm thấy rất là ấm áp luôn. Và đồng thời mọi người, không phải chỉ mọi người trong thành phố đâu mà từ Tây Nguyên cho tới thành phố Hồ Chí Minh đều chúc mừng. Tôi mong muốn rằng là tất cả các anh em cán bộ công nhân viên của TNA mau chóng tiếp nhận cái công cuộc chuyển đổi số này, áp dụng nó vào trong công việc, bạn tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Các bạn hiện nay đang có rất nhiều khách hàng cần phải chăm sóc. Nếu các bạn có quỹ thời gian tốt hơn, các bạn có thể dành nhiều thời gian để chăm sóc khách hàng tốt hơn, dành nhiều thời gian để phát triển bản thân, để cải thiện sức khỏe, tạo mối quan hệ tốt với lại gia đình của mình. Đó là cái mong muốn của công ty khi mà áp dụng chuyển đổi số vào trong cái công việc hàng ngày. Tôi xin chúc cho tất cả doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là những cái doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ như TNA sẽ có những cái bước chuyển mình và áp dụng thành công cái công cuộc chuyển đổi số trong cái thời gian sắp tới.